đấy, toàn bộ khu vực này bác dùng để nuôi và uống đà điểu. Rộng bằng nhỏ. Ôi, cái này hình như là cái hệ rộng này, chỗ này ông đang bỏ mũ đấy. Không biết ông bỏ mũ sẵn rồi. Đây con được trận là ông bỏ mũ sẵn rồi. Ông nhiều mồ hôi quá. Hạt ơi. Mùi. Hạt mà thơm nhau từng hết mùi. Thôi không cần đâu mà ơi, vào đi. Có khăn lâu rồi. Thôi cứ ngồi mó. Vậy rồi thế chưa? Thêm 4 phút. Bắt đầu. Thì chuồng nuôi đà điểu con ấy chiều dài phải khoảng độ 50 mét để cho con đà điểu nó chạy nhảy múa theo bản năng tự nhiên các bạn. À vâng, cháu hiểu rồi, cháu không thắc mắc nữa. À thế bây giờ này nhá, cái việc đầu tiên của cháu bây giờ phải nhập tất cả những cái dị vật đấy, ví dụ như là mảnh sành, mảnh bát, mảnh chai, rồi sóc vụn ra khỏi chuồng nhá. Thế cháu không nhập được không? Bắt đầu có vấn đề đấy. Có thế mà hỏi. Bây giờ bác hỏi cháu chứ cháu không đi dép. Mà cho cháu dẫn lên mảnh sành, mảnh chai cháu có chịu được không? Không ạ. Thế thì không nhặt cái này để rách chân thôi ạ. À? Chưa kể là ví dụ không ai có ăn phải những cái vật như là sắp cái mảnh sành, mảnh chai thì nó nghẹt, nó chết thì làm thế nào?